Chào mừng bạn đến với M2K, nơi có tất cả những gì bạn cần biết chia sẻ và xem trực tuyến. This is the world according to the web. Chúng tôi khai thác từ những trang web bị nhiễm virus cho đến những video được mọi người ca ngợi. M2K chuyển tải đến các bạn những thông tin giải trí chính xác nhất. Hàng tuần, M2K tìm kiếm những trang web đang hot nhất và những câu chuyện đang ăn khách nhất cho bạn. I'll start it, you finish it. Go ahead. Được thôi, tôi sẽ bắt đầu làm. Bạn hãy hoàn thành nó. Tiếp tục như vậy. Đó là một ngày của tôi. Hollywood chắc chắn sẽ dành cho bạn một ngày như vậy trên Internet. Chỉ bây giờ đồng hồ phát biểu tại lễ Oscar của đạo diễn giành giải thưởng cũng trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn. Chúng tôi tìm kiếm trên mạng những video được nhắc đến nhiều nhất trong tuần và khám phá ra chủ đề mà cả thế giới đang theo dõi. Nhìn chung không có hiệu ứng đặc biệt, hiệu ứng thị giác mà sẽ làm tất cả chỉ với chiếc camera nếu bạn có thể. M2K cập nhật những câu chuyện mới nhất trên khắp thế giới để bạn theo dõi. Vượt qua không gian trên sao Hỏa và những giả thuyết mà các chuyên gia của NASA mô tả như là 7 phút kinh hoàng khi tàu vũ trụ giá hàng tỷ đô la hạ cánh an toàn trên hành tinh đỏ và hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của nó. Từ những đột phá trong lĩnh vực công nghệ đến những tin tức nóng hổi nhất toàn cầu. Video trực tuyến nhằm thẳng vào chiến dịch khiến nhà lãnh đạo của quân đội Uganda phải trả giá cho những tội ác mà được cho là xâm phạm đến quyền con người. Nhiều nhân vật nổi tiếng đã tham gia bàn luận trên Twitter và video được phát hành đều vượt 1 triệu lượt xem trên YouTube trong thời gian được xác lập kỷ lục thế giới. M2K cho bạn cái nhìn bên trong về các chủ đề nóng toàn cầu và tiểu sử của những nhân vật tầm cỡ nhất trên mạng. Mỗi tập phát sóng, M2K luôn mang đến những điều đặc biệt mới nhất, dù đó là những xu hướng xã hội thịnh hành, những tin tức công nghệ mới hay những điều phi thường nhất được truyền tải trên mạng. Vì vậy, bạn không cần ngồi tra cứu mất thời gian để tìm kiếm các tin tức nóng hổi hay các đoạn clip nổi bật một cách khó khăn. Tất cả những điều đó được gói gọn trong mỗi nửa tiếng đồng hồ hàng tuần trên M2K, một thế giới của thông tin.